Đấy. Đừng có quay vào giờ. À, không không cần quay đâu, nông dân không thích không cần quay. Tuấn không thích, Tuấn cũng không thích. Dạ. À, ai thích lên clip thì Tuấn quay thôi. Cái vườn này là của bạn bằng Tuấn Thượng, bằng Tuấn Thượng tức là nhân viên của bạn Phú. Tuấn Thượng đâu? Tuấn Thượng. Đây nè, Tuấn Thượng đây nè. Cái vườn này là bữa nay đúng gần 2 tháng rồi đây nè. Từ một vườn chỗ trà đó cả nhà đây nè. Tàn tích còn đây nè cả nhà. Nhìn vào đây là biết là một bộ lá là cả nhà biết rồi ha. Cây này cây năm thứ mấy anh? Năm 8 có 7 à. Không không không, không nói chung cái vườn này chung chung. Dạ, ok. Ha, cả nhà mới hiểu rằng là không phải riêng vườn anh này chị này bị như thế này đâu. Mà tôi vừa đi một chuyến công tác bây giờ cả nhà cứ lấy xe mà xem hàng ngàn vườn bị như vậy. Và sau đó là dùng gì ạ? Rễ nó hư hết rồi. Vì sầu riêng có giá nên đất nó no về hóa chất và no về phân hóa học thì buộc nó phải bệnh thôi. Rồi mới phun gì ạ? Tôi thấy là phun kích thích G3NO3 ra cái lá nó chút chét rồi nó nhỏ như thế này, nó nhỏ hơn nữa. Bên cái rìa này nó run lại. Và sau đó là cả nhà biết là cái kích thích đó là nó rút dinh dưỡng từ thân ra. Nhưng nếu đất khỏe, rễ khỏe nó sẽ bù lại. Còn xin thưa pH mà thấp đấy, thì không có rễ, nó không có gì bù thì nó rút ra xong rồi nó chết. Đấy, một cái nữa này cả nhà nè. Vôi nè. Cái này không phải tự nhiên mà nông dân làm đâu ạ. À. Mà nhiều giáo sư, kỹ sư và nhiều vị đấy, cán bộ quét. Xin thưa cả nhà nè, càng không quét á, thì nó càng thở được. Tại vì cả nhà biết là trên cây trồng cái gì mà màu xanh thì đều quang hợp được. Cái da nó cũng phải thở được. Quét. Quét mà quét tới mấy lớp nó dày thế này. Đấy. Nhưng sau khoảng một trời có nắng có mưa này nè, thì sắp tới nè, nói luôn cả nhà này, da nó phải rạn ra, rễ nó bây giờ bắt đầu mới có rễ nè, và cơ sau tiếp theo nữa đó. Dạ, thì nó mới rạn cái da ra cả nhà các. Càng quét chừng nào thì da nó không rạn chừng đó. Dạ, bắt đầu rạn. Anh cứ coi bộ lá. Dạ, như cái cây kia này, nhìn ở sau là cái cây đó rạn rồi nè. Nhưng cây này chưa rạn nè, để Tuấn đi qua. Còn cây này thì chưa rạn được đâu. Đấy, cả nhà thấy không? Đó. Nhưng mà trên đây bắt đầu thế này, mới là bắt đầu thế này cả nhà. Tại vì cái cơ bây giờ nó ra. À, còn cái nhà quét như thế này thì giống như chết bởi Covid, không thở được. À, tha lá đã không có rồi, da cũng không quang hợp được luôn. Cái gì có màu xanh thì cái đó quang hợp được. Nhớ là như vậy. Thế quét để làm cái gì? À, để hỏi cái anh này, phỏng vấn cái anh này. Đấy, bắt đầu trên này cây này rạn nè. Đó, cây này bắt đầu trên này, mặc dù cây này là rất là già này, cây này chắc cũng 9 năm, 10 năm gì đấy đó. Anh hả? Dạ. À, cái đó 8 năm rồi. Nó rạn rồi. 8 năm. Anh em hỏi nè, cái này không phải một mình anh đâu. Dạ. Mà 95-98% nông dân là quét như thế này. À. Dạ. Mà đặc biệt bắt đầu là mục đích quét là cái gì? Hồi đó anh nghe người ta bày đó. Quét là để mà coi như là cho nó đỡ bị nấm niết này kia thôi. Bởi vì cả nhà thấy không? À. Nấm là nó từ đất. Đất càng thái hóa chừng nào thì các nấm có hại Phytophthora và Fusarium nó càng phát triển. Đi xuống dưới đây đi anh. Ai vườn anh ở đâu? Anh đây, đi với em. Đây cái chỗ nào anh nói cái nào nặng nhất có thể cứu được không? Anh chẳng đi luôn. Dạ vâng. Đi bên đây hả? Chà. Đi cứ tối ngày đi giải quyết cái triệu chứng. Đây cái nguyên nhân chứ. Cái nguyên nhân là do đất nó thái hóa, nó sinh ra vàng lá thúi rễ do nấm Fusarium yếm khí phát triển. Và Phytophthora là nấm háo khí phát triển, là do pH càng thấp chừng nào thì môi trường càng lộn xộn thì sao à, người xấu càng có cơ hội. Vi sinh vật nó cũng vậy, nó chia ra một loại tốt, một loại có lợi và một loại có hại. Loại có lợi nó chỉ sống trong môi trường thuận lợi thôi. Nè, bắt đầu có cất lợn rồi nè cả nhà. Đấy, một cơi nữa là làm trái thôi nha. Đó, cơi sâu rồi da nó rạn, nó mới bong cái vôi kia ra chứ làm sao mà xài xử lý cái vôi ra được nổi. Nên tại sao nếu chúng ta nói da không hấp thụ vậy chúng ta phun rà cành trên các sản phẩm rà trên cành làm gì, đúng không ạ? À? Mà tại sao lại đi bít chịch nó lại như thế này ha? Nên là cái này là rất tội người nông dân nè. Cái này không phải lỗi người nông dân đâu nè, mà lỗi bởi cái này bắt đầu rạn ra nè.
mà lỗi là do bậy bậy. Cái nguyên nhân của xì mũ đâu phải là từ cái con này con kia. Cả nhà phải nhớ một điều nè, khi cây trồng mà đất đất nó thấp chừng nào đó thì côn trùng càng nhiều chừng đó. Nên tôi nói về hóa chất thôi, cây này thì không nói được đâu anh nha. Sau lần thứ nhất cách lần thứ hai là 15 ngày, lần thứ hai xử lý cái lần thứ ba là 1 tháng, sau lần ba 2 tháng nó không phát mình phát. Còn những cây mà mới 2 năm tuổi đó thì sau lần ba 1 tháng nó không phát mình phát. Dạ thôi. Trong vườn là còn cây này đó. Dạ vâng, dạ rồi, ok. Dạ. Nếu họ giữ lại được nhưng mà sau này không làm được cái gì đó. Người ta 30-40 trái thì ông 3 trái bệnh rồi. Thế thì chặt đi cho nó. Dạ vâng, không phải đợi chị để coi cụ thể, chúng tôi bây giờ đứt ruột. Dạ, bây giờ đứt ruột đúng không? Đấy. Nên cái nhà phải hiểu là như vậy. Rồi. Hay quá. Công nhận là cái TS mới và cái công thức mới khi kèm với TN từ hồi xưa, tức là trước đây tụi em chưa cải tiến ấy, thì ngay cái cơ này tụi em không giữ được tốt như thế này đâu. Mà sau khi là cải tiến cái TN lắc xe với cái TS mới thì dạ. Dạ, thường anh, đất nó xui đó anh. Sao, dinh dưỡng lại hết. Đúng rồi, dinh dưỡng lại hết. Thì cùng canh tác hóa chất như nhau, nhưng pH ở dưới này nó thoái hóa, đất nó thoái hóa chậm hơn. Bữa trước đo pH thế này là... Tại vì sao cả nhà có làm gì làm, trên mặt đất này cả nhà thấy đều có, dù có hóa chất ở trên mặt đất, những cái hồ hột như giả tràng đó là hạt dinh dưỡng. Nó là dinh dưỡng dễ tiêu. Đấy, đi mấy trong này trên mấy ngoài một cây mới. Cho đến khi cả nhà mà quá nhiều hóa chất thì trên đất nó không còn những cái hột như giả tràng á, thì là cả nhà biết là đất bắt đầu là đấy, nó thoái hóa nặng, là bắt đầu nó bệnh. Là như vậy. Rồi, ok. Được rồi. Ổn rồi. Hay quá. Cả nhà nhìn ha, nhìn là biết quá khứ rồi. Cả nhà nhìn là cả nhà biết được cái quá khứ. Nó như thế nào rồi ha? Đây bây giờ nó trường hợp nó như thế này là nó à, như cái gì? Nó kệ nó anh. À. Tức là nó có nhiều yếu tố nhưng rầy xanh cũng khi mà yếu là rầy xanh cũng có rồi cái gì? Do chỉ cần cái xương đạm nó cao thôi nó cũng bị đại loại vậy ha. Thì những cái cây này yếu thì chúng ta đó tăng cường dinh dưỡng lên cho nó ha. Cơ đầu tiên giữ vậy là tốt rồi nè. Đấy, giờ cái vườn này chỗ trà này thì phải cần cái chồi thân cái bơi này phải cần cho đến khi cái cơ sau nó ra nó đủ lá. Giờ có nắng chiếu này ha, cả nhà thấy nắng không, nó vẫn là quang hợp được nè. Đến cái cơ sau nó ra nó kín thì chúng ta phải cắt cái này ha. Mà cắt là cắt như thế nào, đây em có bài trong clip rồi. Ở trong này nó không có trái thì chúng ta có thể vặt được khúc này nè. Dạ, nhưng mà chỗ nào bắt đầu có trái thì chúng ta cắt ngay cái khớp đây nè. Giữa dao giữa, dạ. Dao giữa, hai lớp dao có cái ngắn nè, thấy không? Có cái ngắn nè. Đấy. Đấy. Cắt này đó. Cắt trên này thì tiếp tục ra chồi lá. Cắt sâu vô mắc cua. Chứ cắt thế nào? Đó, đây cái khớp đây. Nằm cái khớp đây. Đây, có cái khớp đây. Giữa dao, dao hai màu da nè. Này cái này rõ nét nè, cái khớp này. Có thấy có khớp không? Là cắt tới đây ha. Đúng rồi, ngay cái khớp này. Ngay khớp này. Hình như là cái cuốn trái cũng thế, phải cuốn trái cũng để lắm. Dạ đúng rồi, cũng cắt ngay cái khớp đó. Dạ, cắt sâu vô nữa là mắc cua. Mà cắt ngoài thì lại ra chồi lá tiếp. Đó, phải để cho nó thở này, để nó lấy dinh dưỡng này, nó trao đổi chất này. Đó, đến khi đủ lá thì ta mới. Đấy. Như vậy là đỡ lắm rồi em. Đỡ lắm rồi. Thế anh nói thật nhé. Cái này mà dùng hóa chất, cái vườn mà nội sinh nó kém rễ nó hư vậy. Dùng hóa chất nó xịt liên tục, đổi thuốc tăng liều, nội hấp xong hơi cũng không giải quyết được. Em nói thật, anh đã xài hóa chất rồi anh biết mà. Đúng rồi. Dạ. Chứ không phải em tự khen về cái sản phẩm đâu. Nên là quay lại vấn đề rằng là không phải cái công thức côn trùng của Thuận Thiên hay, mà vấn đề là cái quy trình của Thuận Thiên. Như cây này nó ok chưa? Nó tốt thì mới giải quyết được.
À, đó một cách dễ hiểu. Nếu cả nhà có một số mấy người này nói là à, bán cho tôi cái TS và TN để tôi giải quyết côn trùng, không giải quyết được đâu ạ. Nó phải có chất cải tạo đất sôi để làm gì ạ? Trong sôi nó pH rất là cao, nó phun vào trên lá, nó làm nâng pH của cây lên tức thời để cho nó đồng, thay đổi các khẩu vị. Tại đất càng chua, cây càng chua thì côn trùng càng tấn công. À, à, giống như một cách dễ hiểu vậy này, anh tin gì ha? Anh Mạnh biết không? Khi chúng ta khỏe, xa mưa một thời gian là bị cảm cúm. Nhưng mà nếu chúng ta khỏe, chúng ta chỉ xông một nồi thuốc xông thôi là hết. Cái anh đó, anh Mạnh ấy, wow, nồi thuốc xông nó hay. Nhưng mà nó, anh nói ví dụ, trong gia đình mình có người nào bị bệnh nền, đề kháng thấp, 8 nồi thuốc xông không giải quyết vấn đề. Kháng sinh máy vóc này cũng không giải quyết, mà liệt giường. Đó, nó là như vậy, tức là quy trình của Thuận Thiên, nó dựa trên cái sức khỏe của đất và cái nội sinh của cây. Dạ, thì cái quy trình của Thuận Thiên, cái công thức côn trùng của Thuận Thiên, nó mới đem tới hiệu quả. À, nên giai đoạn đầu là chúng ta liều TS phải cao, liều TN phải cao. Ngay cơ sau thôi là liều đã giảm rồi. Tại vì sao ạ? À? Lúc này là đất bắt đầu cứ 15 ngày là nâng lên 1 pH rồi. Có nắng có mưa. Là giai đoạn này cực kỳ, nên cái cơ sau. Bỏ phân mà anh thấy không? Dạ. Đấy, một lớp thức trùng luôn. Dạ, dạ. Kia nè. Dạ. Con dạ. Kia kìa, đó. Dạ. Đi mà chấp đó. Mà. Còn mấy ngày nữa là được 2 tháng với vườn này. Nên cả nhà mới thấy rằng là rồi, có một số người nói là bán tôi cái soi thôi để tôi cải tạo đất. Đâu có được. Soi giải độc phục hồi hoàn nguyên đất, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật có lợi bùng phát lên. Bùng phát lên mà không có hữu cơ, không ăn thì làm sao ạ? Chết. Rồi, rồi anh kia mua cái soi không thôi, rồi anh khay đẹp đẹp anh vải NPK, rồi sau rồi anh phun thuốc hóa chất thì pH lại tuột. Có khác nào tay này uống nghề mà ông thì uống rượu không? Không bao giờ hết bệnh, chỉ hết tiền thôi. À, chỉ hết tiền thôi, nên là cả nhà phải hiểu. À, chứ cái máy này thấy anh Quyết, thấy Mr. Quyết review, ủa xong cứ nghe cải tạo đất, bán tôi cái soi không thôi. Không giải quyết được. Đâu có giải quyết được. Không giải quyết được, nó là phải cần một quy trình thì cái công thức đó nó mới hiệu quả. Hồi xưa sao không làm giảng viên đại học đi? À, nếu em làm giảng viên đại học, chắc em đi theo lối mòn thì em không nói được như thế này. Em phải nói theo cái cương lĩnh, cái đề cương. Dạ vâng. Thì sẽ có thể là em sẽ bày mọi người là đục đẽo, bày cho mọi người là quét vôi, nên không. Em nói mà em nói sai cương lĩnh là em tèo rồi. Ừ, sai quan điểm luôn. Dung mà. Dạ. Đây là cả góc kia luôn. Dạ. Đấy ha. Hay là như thế. Thế. À. Trong này hơi nhiều đó. Dạ. Cào cái kia luôn nhiều lắm kìa. Đấy, mình cào đó. Đấy. Đấy, cả nhà thấy không? Đó, nông dân họ tự nói như vậy ha. Đó. Đây này hồi cào đây là run nhiều lắm này. Dạ vâng. Đó. Rồi sau mỗi năm, cứ mỗi năm nó chết đi 50% nó trả lại. Con run năm nay là nhỏ, con run năm sau là to. Số lượng trong đất nó càng nhiều lên, nông dân mới giảm đi chi phí. Nên cây sầu riêng càng về sau càng rẻ là như vậy. Dạ. Đây nè, cái này nó hưởng ké được này nè. Sang năm mấy cái trụ này là mê lắm nhưng mà coi chừng là vâng. Ôi ơi đứt ruột đây. Đứt ruột đây tiêu đang thế này mà cái trụ này mà. Thế phải đứt ruột phải tính toán đây. Đấy, nó hưởng ké rồi, nó sung nó lại ra bông nữa đấy. Ừ. Rồi. À, ha, cả nhà hiểu được vấn đề rồi ha. À. Chứ không phải là rồi Tuấn sẽ làm một clip nông dân. Tuấn sẽ làm một clip trong cái đợt này. Tuấn phải nói là tại sao nông dân cứ có hỏi là có bốn cây này, tại sao phân hóa học của Việt Nam có từ chuyên. Sắp tới coi clip này. Nên chính vì cái từ chuyên đó mà nông dân có hỏi tôi, anh Tuấn ơi có làm nhãn được không, à, có làm bắp được không, có làm khoai lang được không. Ừ. Đã ha. Đó. Nè, chúng ta thấy là cùng một công thức phun, nhưng tại sao cái bộ lá của cây này cùng một phi, cùng một chủ nhà phun, nhưng mà cây này thì đỡ, mà cái cây hồi nãy nó yếu thì nó lại bị tỷ lệ. Anh thấy không? Cái nồi thuốc xông nó chỉ đúng với cái người nào khỏe thôi. Còn sinh học nó là như vậy. Chứ nói về mà cái độc lực của sinh học thì làm sao bằng những cái hóa chất mà vạch đỏ vạch vàng được. À, nhưng mà xin thưa, khi mà cây nó suy rồi, vạch đỏ vạch vàng pha gấp đôi gấp ba lần cũng không giải quyết được. Các anh chỉ giải quyết được những cái đó khi pH anh còn đâu đó 5, 5,5. Nhưng khi nó xuống 3, cái này thử biết liền anh. Cùng làm hóa chất với nhau nhé. Cái ông đó phun cái con rầy đó hết, vì pH ông được 5. Nhưng cái vườn nào pH bằng 3, lấy cái chai của ông đó phun không hết. Đúng rồi. Không bao giờ tiệt được.
Đấy. Rồi nhiều khi đổ thừa là hóa chất đó nó dỗm, không phải. Lấy luôn cái chai của ông đó luôn, lấy luôn cái lô luôn. Mà nếu đất mày bác bằng ba thì phun con rầy nó không hết. Đang nói về hóa chất. Nên là nội sinh của cây trồng là điều cực kỳ quan trọng. Tại vì đất càng thấp cây càng chua thì đó là món khoái khẩu của nó. Mà đã khoái khẩu rồi thì ăn nhiều. Ăn nhiều thì khỏe. Khỏe rồi đẻ nhiều nữa. Làm sao mà diệt được? Mặt số nó cao làm sao được? Một nó đông như quân nguyên làm sao diệt được không? Vừa rồi em bơm ngày này ngày mai là thấy đã chơi rồi, đã ăn rồi. Dạ, mà không cái của mình nè, mình thấy lúc đầu nó hơi tốn tiền nhưng cứ càng phun thì càng tốt. Đúng rồi, càng phun là càng tốt. Càng phun, cái của riêng quận Thiên Thiên mình là càng phun là càng tốt, mà cái hóa chất là càng phun là càng chết. Rồi ok ha. Rồi đi lên. Nên là tôi nói là mà cứ mà ông nào khởi nghiệp mà càng có điều kiện bằng canh tác hóa chất ấy, thì càng bón thì càng nhanh bệnh. Người ta năm thứ tư mới bệnh, mình năm thứ hai bệnh rồi là biết ông đó giàu rồi. Rồi khi bệnh xong càng có tiền, càng bón, càng trị, càng đặc trị, càng siêu super rồi. Thì càng cưa nhanh. Nó là như vậy. Rồi vỡ vạc chưa cả nhà? Chứ không phải một sản phẩm nào đó mà có thể làm được. Vấn đề ha. Thế này. À, nó bị kính thưa các thứ này nhưng yên tâm chỗ này nó sẽ tự lành nha, này nó lành hết rồi nè, chứ hồi trước đây là nó nấu rồi ôi, nó ký sinh vào kính thưa nó ấm hồng nắm đồ tự lành rồi. Đấy nha, thấy đã không? Cây này thu mấy dữ, cây này thu 3-4 tạ thoải mái như cây này nè. Dạ nó khỏe rồi nè, ngay cái cơ đầu nó sạch sẽ luôn nè. Nhà thấy không? Cùng một công thức, cùng một người pha, cùng một người phun, nhưng tại sao có cây có rầy? Mà có cây, chỉ cần cái cây nó rợp, nó không quan hợp được thôi, là nó cũng đã nó đã có rầy rồi. Nó là như vậy. Rồi, xong rồi. Đó, cây tơ thì, đó, thanh niên sau khi nhập viện, xuất viện nó khỏe liền. Còn cái đây là lâu đó, lâu. Phải là nước yến rồi xong rồi dữ dằn. Đấy, thấy không? Đã quét là giống nhau nè cả nhà, nhưng mà nó trẻ nè. Đấy, người nông dân họ tự. Đấy, tức là Thuận Thiên là làm nâng cao nhận thức của người nông dân lên để họ làm chủ trên chính đất của mình. Khuyến nông nói mười mấy năm nay là nông dân phải là nhà tiêu dùng thông thái, phải là chuyên gia, có ai dạy đâu chuyên gia. Đi học xong rồi cuối cùng mấy ông dạy đứng toàn nói bằng cái phong bì của doanh nghiệp nó đưa không à. Mất bao nhiêu tỷ đô để chuyển người nông dân thành nhà thông thái, thành người chuyên gia trên chính đất của mình. Chú Tuấn à, nhưng mà như cây này á là trồng cùng với nhau nhưng mà hồi đó là trồng chỗ thoáng cho nên nó to nhất vượt. À, dạ đúng rồi chị, nó phải quang hợp được. Dạ. Có nghĩa là chỗ trống nhất cho nên dạ, to nhất vượt. Dạ. 8 năm cũng là 8 năm ha. Đó, thấy chưa? Nên Thuận Hưng yêu cầu là đất mà xấu như Bình Thuận trồng 10-10 chen chữ ngủ để cản gió ngay những năm đầu. À, đất trung bình 11-11 chen chữ ngủ, đương nhiên sau đó có chỗ chữ ngủ đó phải cắt dần. Đất tốt như thế này trồng 12-12 chen chữ ngủ để 10 năm đầu tiên nông dân thu cao nhất. Quá đẹp luôn. Cái dàn cành này thì ôi rồi ơi, nó chống ngay từ đầu đó. Đấy, như cái chỗ này nè bị gió nè, nên chủ nhà họ cắt cái ngọn, Tuấn không dám nói tiếng nào hết. Vì gió mà, vùng này gió mà. E-leo hả em hả? Đấy. À. E-son, dạ, E-leo. Đắk Lắc. Thì vùng này gió. Đó, thì cả nhà cắt bình thường. Nhá, phải chấp nhận thôi. Cho thấp xuống một chút. Dạ. Còn đương nhiên để cái ngọn, thì sau 10 năm người ta thu 8 tấn, 8 tạ mới tới 1 tấn một cây, thì nhà này thu 600-700 ký một cây. Phải chấp nhận, vì gió mà. Nha, chứ Tuấn không phải là Tuấn phản đối về chuyện cắt ngọn, nhưng riêng cắt đầu cành là không, là sai. Vì sầu riêng nó không ra trái trên đầu cành, nó khác chôm chôm với nhãn. Có dịp tôi sẽ làm clip về cái này. Đỉnh sinh trưởng của người ta, các hóc môn tăng trưởng tập trung ở đâu, cắt đầu cành đây, cắt đi. Rồi lại đi phun G3 NO3 vô, vô lý. Cái thiên tạo thì bỏ đi mà đi lấy cái nhân tạo đưa vào, có phải là âm mưu trong nông nghiệp không? Rồi, thôi Tuấn chào cả nhà nha. Lâu lâu Tuấn đi vườn, Tuấn làm dạy sống một xíu, drama một xíu. Chứ em đềm như bạn Quyết thì đôi khi là nông dân cũng nói là nó không vui. Nó drama xíu, nó vui. Vậy hen. Rồi thôi Tuấn chào cả nhà. Rồi thôi mình lên nhà thôi anh. Lên nhà. Rồi em lại đi vườn khác.
hay quá, ngay cái cơi đầu mà chúng ta đã giữ được bằng cái hữu cơ sinh học. Đó. Nó phải nhiều cái kết hợp lại thì cái công thức côn trùng nó mới triệt để. Rồi, tôi chào cả nhà, chào anh Mạnh. Đúng rồi.